Hai các bạn, mình là Justin, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình DCN. Mình đăng những video cùng các bạn chia sẻ kiến thức về thời trang cũng như là tất cả những điều tích cực cuộc sống. Thì hôm nay sẽ là một tập, cũng là tập hợp nữa mà là những cái món đồ còn sót lại trong cái video Black Friday mà mình vừa unbox vừa vài bữa trước. Thì hôm trước á, mình đang quay giữa chừng nè, thì cái máy của mình nó hết pin, tại vì mình ghi hình cũng hơn 2 tiếng đồng hồ rồi. Và mình thấy là mình sẽ quyết định xem những cái món đồ này lại cho cái video lần này. Là cái video này mình sẽ tập hợp những cái món còn sót lại trong cái lễ Black Friday và kèm theo những cái món mà mình đã mua trong cái dịp sinh nhật của mình là vào tháng 9 vừa qua. Và phải nói thêm một điều là sinh nhật của mình rơi vào tháng 9, nhưng mà tháng 9 năm nay thì Việt Nam mình còn đang giãn cách xã hội, nên là mình không có đi ra ngoài ăn sinh nhật, không bánh kem, không bạn bè, chỉ có ở nhà rồi ăn uống với cha mẹ thôi. Và cũng rất là may mắn thì ba mẹ mình cũng có lì xì cho mình một ít, và mình cũng lấy cái số tiền đó để mình mua những món quà tự tặng cho bản thân mình để cho đỡ tuổi thân đó các bạn. Và thật sự ra đúng ra là sinh nhật của mình sẽ diễn ra trước Black Friday, nhưng mà những món đồ này nè mình đặt thì người ta cần cái thời gian gia công hơi lâu đó các bạn, nên là đến lúc mà những cái món đồ ở Black Friday mình đã ghi hình xong rồi thì mình mới quay, tại vì những cái món đồ này nó mới về đầy đủ. Ok, trước khi mà chúng ta cùng nhau mở quà sinh nhật thì hôm nay mình sẽ finish luôn những cái món đồ còn sót lại trong cái video Black Friday. Thì ở chúng ta sẽ có là một bàn chải, hai bàn chải, ba bàn chải và bốn bàn chải. Bốn cái bàn chải ở đây không phải là loại bàn chải bình thường mà là những cái bàn chải chuyên dụng trong việc vệ sinh đồ da. Ở đây thì mình có hai cái bàn chải gần như là cái hình dáng tương đương nhau, chỉ khác về độ dài và màu sắc. Thì một cái là có cái cán gỗ màu sáng, một cái là có cán gỗ màu tối hơn. Thì dù là được làm từ lông ngựa hết các bạn, nhưng mà cái cán màu sáng á thì sẽ có lông màu sáng, ngược lại cán màu tối hơn sẽ có lông màu sậm hơn. Lý giải cho cái việc khác nhau của cái hai cái bàn chải này là bởi vì dù có được cùng một cái công năng là để vệ sinh đồ da, nhưng mà cái bàn chải mà có cái phần cán gỗ màu sáng này á và cái lông màu sáng này á thì mình nghĩ là mình sẽ dùng để vệ sinh những cái đôi giày hay là những cái đồ nào đó mà có cái màu da sáng hơn, tức là da màu trắng, màu kem hay là màu nâu chẳng hạn. Còn với cái bàn chải cán ngắn màu nâu thì mình nghĩ là sẽ sử dụng để vệ sinh đồ da màu đen thôi các bạn. Bởi vì như vậy thì mình nghĩ là có thể là sẽ hạn chế được cái sự chuyển màu không mong muốn giữa các món đồ vật có màu da khác nhau. Còn đây là một cái bàn chải cán dài bằng gỗ màu sáng, cũng có cái tay cầm luôn. Cái phần lông á thì cũng không sáng mà không tối. Thì mình nghĩ là với những cái bàn chải này á, mình sẽ sử dụng chuyên nó để vệ sinh những cái món đồ như là áo, quần hay là áo khoác mà bằng da, hoặc là những cái túi xách bằng da các bạn. Vì mình nghĩ là có cái tay cầm này nó sẽ dễ hơn là những cái mà cầm kiểu này ha. Và cuối cùng là một cái bàn chải có một cái cấu tạo vô cùng đặc biệt, khác hẳn với những cái món bàn chải ở đây. Thì ở đây mình có một cái bàn chải được cấu tạo bằng gỗ, và cái bề mặt của nó thì nó khác với những cái bề mặt bàn chải có cái lông ngựa ở đây. Cái bề mặt của nó mình nhìn nó có cấu tạo khá đặc biệt, và khi mà nhìn qua, tại vì mình cũng chưa mở cái hộp này, thì mình thấy gần như là nó giống như một cái cao su vậy á. Và để mình sẽ unbox ra cho các bạn xem luôn. Ok các bạn, mình vừa unbox ra cái bàn chải này thì mình thấy được là cái cán của nó cũng làm bằng gỗ khá là sắc sảo, và nó cũng khá là nhẹ. Cái bề mặt của nó thì nó khá là cứng, cứng hơn so với những cái bàn chải mà sử dụng cái bề mặt là lông ngựa. Bàn chải này là bàn chải dùng để vệ sinh chất liệu da, nhưng gọi là da lộn, là suede đó các bạn. Thì cái bề mặt này sẽ dùng để tẩy đi những cái vết bẩn dính trên da ha. Và ngoài ra đi kèm cái bộ vệ sinh này thì sẽ có mỗi cục, giống như cục tẩy, cục gom như ngày xưa các bạn, có hai đầu. Các bạn có nhớ cục gom ngày xưa mà một đầu mình để bôi bít chì, một đầu để bôi bít mật không? Thì ở đây cũng có như vậy. Và cái món đồ cuối cùng trong cái bộ vệ sinh đồ da này chính là một chiếc khăn với hai lớp, và cái khăn này là cái khăn microfiber. Thì khi mà mình gờ vào cái bề mặt của chiếc khăn này, mình thấy là cũng khá là mịn, mặc dù là cái giá thành của khăn này không mắc. Và thứ hai nữa là mình nghĩ là cái khăn này nó sẽ hút ẩm, hút nước rất là tốt. Thì như mình đã nói rồi đó các bạn, những cái món đồ da, nhất là da lộn, thì chúng ta không nên dùng nước trực tiếp để vệ sinh, mà thay vào đó là hãy sử dụng những cái món đồ chuyên dụng như thế này. Và nếu mà lỡ có vệ sinh giày da, đồ da mà bằng nước, hoặc là đi mưa lỡ dính nước vào những món đồ da, thì mình nghĩ là mình sẽ sử dụng cái khăn này để lau và hút ẩm hết những cái nước ở trên bề mặt upper da, và sau đó thì sẽ dùng những cái bàn chải này để vệ sinh. Ok, và đó là xong về cái bộ vệ sinh đồ da. Và sau đây sẽ là một cái món hàng mình nhận từ Shopee. Thì mình đặt cái món hàng này ở trên một cái gian hàng Shopee Mall mà của thuộc là quốc tế, mà mình nói là thật sự là quốc tế vậy thôi, chứ mình thấy chắc là của bên Trung Quốc hay Quảng Châu gì rồi, tại mình thấy cái thời gian ship về của nó cũng khá là lâu. Và cái chất lượng của nó thì mình tới hôm nay mình vẫn chưa xem, nên hôm nay sẽ cùng nhau kiểm chứng với các bạn luôn.
Ok các bạn, trên tay mình đây là bốn cái cà vạt mà mình vừa unbox. Thì ở đây có một cái màu xanh sọc trắng, một cái màu nâu sọc trắng cà phê và một cái là màu nâu. Thì ba cái này là cùng chất liệu dệt kim, còn với riêng cái này á thì mình nghĩ là polyester. Hai cà vạt này thì nó có một số điểm chung, như là cái đầu cà vạt này là cái đầu ngang, đầu bằng chứ không phải là cái đầu mũi tên như các bạn thường thấy. Và ngoài ra thì cái độ rộng của cái đầu cà vạt này nó cũng sẽ dao động đâu đó là 5.5-6cm thì thôi. Ngày xưa trước khi mà mình biết về cà vạt này nọ thì mình cũng có mua một vài cái mà kiểu như mình chưa tìm hiểu kỹ các bạn, và mình hay mua cái loại mà cái đầu cà vạt này nó khá là bự, từ 8-9cm gì đó. Và mình thấy là những cái bản cà vạt và bản to á, nó đôi khi nó cũng khá là vintage, nhưng mà đôi khi thì nó cũng khá là lớn tuổi, thành ra nó không phù hợp với mình. Đây là hai cà vạt mà trước đây mình từng mua, từng sở hữu, thì mình thấy được là cái bản cà vạt này nó khá là bự, khoảng đâu đó là 7.5cm. Ngoài ra thì cái họa tiết của cà vạt này nó cũng không được trẻ trung, khá là công sở, nên mình nghĩ là mình sẽ không sử dụng cái cà vạt này. Tiếc một điều á là trong cái đợt này mình mua á, mình rất là thích cái cà vạt này, nhưng mà mua về thì mình thấy cái bản cà vạt của nó cũng khá là bự, nên không biết là khi đeo vào, mặc vào thì nó có già đứng tuổi không. Còn về cái phần cái cà vạt này á, mình thừa biết được là cái bản cà vạt nó sẽ bự như thế này, là sẽ dao động từ 7-8cm gì đó. Nhưng bởi vì cái họa tiết này trên cái cà vạt mình thấy nó khá là vintage, nên là với cái họa tiết này và cái bản cà vạt này nó sẽ rất là hợp vai. Và những cái cà vạt này cũng là những món cuối cùng mà mình pick up được trong cái dịp lễ Black Friday, và sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đọc hộp quà sinh nhật. Đầu tiên là hai món đồ đến từ thương hiệu Roger & Fun. Nếu các bạn đã từng xem cái video đọc hộp đầu tiên ở trên kênh YouTube của mình thì mình nghĩ là các bạn cũng sẽ đoán ra đây là món đồ gì rồi. Không gì khác ngoài những sợi thắt lưng. Đây các bạn có thể thấy đây là hai chiếc thắt lưng với độ rộng bản lưng là khoảng từ 2.5-3cm. Thì mình sẽ nói về cái bên phải trước. Đây là một chiếc thắt lưng với cái phần buckle có những cái hoa văn vô cùng đặc biệt ha. Cái vòng sắt ở đây nó cũng có hoa văn tương tự, và ở phần chuôi thắt lưng đó các bạn, nó cũng được bọc kim loại và cũng được khắc hoa văn tương tự như cái phần buckle. Và đối với những sợi dây này thế này là các bạn, người ta hay gọi đó là Western Belt. Thì tại sao lại gọi như vậy thì mình xin được phép giải thích bằng một cái giả thuyết như sau. Ngày xưa các bạn thì những cái chàng cao bồi miền Tây ấy, người ta hay mang những sợi dây này với cái hoa văn họa tiết như thế này nè, thì sẽ mặc cùng với những cái bộ đồ outfit mà nó có cái tính chất nó bụi bặm, nó lãng tử, kèm thêm một cái đôi boots cổ cao, thì tất cả những hình ảnh đó nó đã gắn liền với nhau qua năm tháng rồi. Và từ đó thì cái dây nịt này nó có tên là Western Belt, bởi vì Western trong cái tên của nó có nghĩa là miền Tây. Và cái sợi dây nịt thứ hai này các bạn, nó cũng có những cái hoa văn vô cùng đặc biệt, và đặc biệt hơn là cái phần khoen để giữ thắt lưng lại các bạn, nó có tới hai cái. Phần chuôi của nó thì nó cũng được bọc lại kim loại và có cái họa tiết cũng tương đương với cái phần buckle. Cái hôm mình order hai sợi dây nịt này nè các bạn, xong rồi khi mà nhận về mình mở ra thì mình thấy được là hai cái buckle, hai cái mặt khóa này nè các bạn, và ngay cả luôn cái phần chuôi này nè các bạn, nó bị oxy hóa khá là nặng, và cái mặt này nó rất là tối, nó tối đen luôn các bạn, là cảm giác như ở đây nó không còn là kim loại nữa, mà gần như nó được bị phủ bởi một cái lớp gì mà nó đen thùi các bạn. Và mình thấy như vậy mà thì mình không có chịu, và quyết định là mình hỏi ba mình là kiếm chỗ nào coi để đánh bóng được. Thì trong cái thời điểm này thì chưa có tới Tết, nên là những cái chỗ mà đánh bóng lưu đồng này nọ các bạn, người ta chưa có hoạt động. Và mình kiếm và vô tình cũng may mắn tìm được một cái chú đó. Thì chú này là một cái người là chuyên đánh bóng những cái dây đeo đồng hồ, và mình cũng tới và nhờ chú đó đánh bóng cho mình hai cái mặt dây nịt này. Nhưng mà ban đầu người ta không có đồng ý đâu các bạn, tại vì hồi đó giờ người ta toàn đánh dây đồng hồ không à, và đánh dây nịt thì người ta chưa làm bao giờ nên người ta cũng ngại lắm. Nhưng mà sau khi mình thuyết phục một hồi thì chú đã cũng đồng ý giúp mình. Và đây, sau khi mà đánh rồi thì các bạn thấy không, cái mặt dây nịt nó cũng đã bóng và sáng hơn. Và mình cũng sẽ để cho các bạn xem những cái gì mà lúc trước khi mà được đánh bóng á các bạn, để các bạn có thể dễ dàng hình dung. Mình là một người luôn luôn chăm chút vào những cái chi tiết nhỏ nhỏ như thế này, bởi vì theo quan điểm của mình á, là nhờ vào những cái chi tiết nhỏ như thế này á, có lẽ là sẽ giúp các bạn tạo nên sự khác biệt so với cái phần còn lại. Và cuối cùng sẽ là một món đồ vô cùng đặc biệt, một món mà mình nghĩ là mình đã mong chờ nhất trong năm nay. Vậy thì nó là cái món đồ gì và đến từ thương hiệu gì, thì các bạn hãy để mình unbox cho các bạn xem. Các bạn ơi, cái hộp này quá trời đẹp luôn, mình nôn nóng quá trời. Và đây là một cái hộp đến từ thương hiệu Việt Nam Custom Leather, hay còn viết tắt là VKL. Thì nhìn chung bên ngoài đây là một cái hộp rất là chắc chắn và rất là xịn, được khắc hay là dập vân, cái vân giống như là cái da cá sấu vậy đó. Và sau đây mình sẽ mở hộp luôn. Ở đây có một cái thư cảm ơn. Thì trong đây nó viết là: Thank you, thân gửi cảm ơn bạn đã tin tưởng cho ủng hộ VKL. Đóng góp của bạn sẽ củng cố và xây dựng hệ sinh thái ABC. Và đại khái đây là những cái lời cảm ơn, còn theo
một cái voucher giảm 10% khi mua sản phẩm tiếp theo. Kể để đây, ở đây là một cái cạc chung là thương hiệu của người ta ha. Đây, và đây, wow, oh my god, đây chính là món đồ đặc biệt mà mình đã đợi hơn một năm vừa qua. Oh my god, nặng quá vậy. Oh my god, wow. Đây chính là một chiếc áo biker jacket đến từ thương hiệu Vercolor. Wow, cái lót bên trong là nó hình quả tiết Bosley luôn nè. Wow, ok, các bạn cho mình xin phép khoảng 1-2 phút để mình bình tĩnh lại, mình coi cái này nữa nha. Tại vì cái cảm giác của mình bây giờ nó đang rất là khó diễn tả luôn. 2000 years later. Ok các bạn, sau vài phút tĩnh tâm thì bây giờ mình đã có thể nói chuyện bình tĩnh lại rồi. Thì đầu tiên mình muốn nói về thông tin của chiếc áo da này trước, sau đó là về thương hiệu Vercolor và cuối cùng mới đi vào review chi tiết. Đây là một chiếc áo biker jacket được làm với chất liệu là 100% da thật. Thì cái da này là da baby cap của nhà thuộc da Orion của nước Pháp. Thì trên bề mặt da này có được phủ một cái lớp lanolin nhẹ. Cái lớp lanolin này là một cái lớp để có cái tác dụng là chống thấm và tạo một cái độ bóng nhẹ cho chiếc áo khoác. Về cái phần hardware của chiếc áo này thì full bộ hardware đều là zipper nickel của Thụy Sĩ với cái bề mặt răng cưa này là khoảng 8mm. Cái phần puller thì nó có khắc cái tên Việt Nam Custom Leather ở đây ha. Và cái phần button cũng vậy, cũng có khắc Việt Nam Custom Style. Và ngoài ra thì cái buckle ở đây mình thấy cũng rất là chắc chắn, rất là đẹp. Bên cạnh đó thì với cái phần lót trong này là lót lụa satin với cái họa tiết Bosley được custom theo cái phong cách của Việt Nam Custom Leather. Và đó là toàn bộ thông tin về chiếc áo này. Và sau đây mình sẽ nói sơ về thương hiệu Việt Nam Custom Leather. Việt Nam Custom Leather hay còn gọi là VVL tiền thân là một cửa hàng bán đồ da truyền thống có mặt từ năm 1989, là một trong những cửa hàng bán đồ da đầu tiên ở Hà Nội với cái tên là cửa hàng đồ da Thủy Hiển. Thì năm 2018 khi mà chú Hiển này về hưu đã truyền lại toàn bộ kinh nghiệm về nhập hàng, gia công, chất liệu phụ liệu này nọ cho cái anh con trai mình là anh Đan Đỗ, và sau đó anh này đã tiếp quản thương hiệu của cha ông mình. Năm 2019 với ưu thế về chất liệu phụ liệu và gia công được ông cha truyền lại thì anh Đan đã quyết định thành lập Việt Nam Custom Leather. Với cái tiêu chí là mang đến sản phẩm chất lượng, giá cả hợp lý và dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt, thì mình sẽ xem coi ngày hôm nay cái áo này sẽ đạt được bao nhiêu cái tiêu chí so với cái phương châm mà người ta đã đề ra. Ok, về cái áo này đầu tiên mình sẽ nói về phần thiết kế. Việt Nam Custom Leather là một cái hãng làm áo da vô cùng tỉ mỉ và chuyên nghiệp, nhưng mà người ta không mạnh về cái mảng thiết kế, tức là không có tự làm ra nhiều những cái áo mà theo phong cách riêng của người ta, tức là những cái zipper hay là những cái túi này nọ là toàn ý của người ta hết, mà thiên hướng của người ta sẽ là custom lại theo ý của khách hàng. Các bạn nghe trong cái tên của người ta đã thấy rồi, Việt Nam Custom Leather. Hoặc là nếu khách hàng mà không có ý tưởng custom á các bạn, thì Việt Nam Custom Leather người ta sẽ có những cái mẫu mặc định để có thể lựa chọn. Những cái mẫu mặc định này được inspire hoàn toàn từ những chiếc áo của Yves Saint Laurent, Celine hay là tất cả những cái hãng đồ da trên thế giới. Và mình xin được phép nói thật với các bạn luôn là chiếc áo leather của mình được inspire hoàn toàn từ chiếc áo leather biker jacket của thương hiệu Amiri, nhưng mà đã được mình yêu cầu anh Dan lược bỏ một cái zipper ở đây, tại vì mình muốn tìm một cái áo leather biker jacket cơ bản thôi. Và nếu các bạn đã từng xem nhiều cái áo biker jacket thì các bạn có thể thấy cái kiểu này nó vô cùng cơ bản, đúng không? Ở đây nó cũng có hai cái zipper ngay phần hai cái tay này. Ở đây thì có hai cái zipper hai bên hông, một cái trên ngực, một cái túi pocket ở đây và một cái belt ở đây. Ở sau thì nó có hai zipper để xẻ hai cái tà này ra. Thì các bạn thấy á, đây là một cái kiểu vô cùng cơ bản. Nếu mà có chăn mà nó đặc biệt á thì ở trên phần tay nè các bạn, người ta may, tức là người ta may cái phần da này, người ta khâu lại để tạo thành một cái độ cong cho cái tay các bạn, thì nó hơi bị đặc biệt chút xíu thôi. Nhưng mà nhìn chung thì cái áo này nó cũng đã bớt đi cái phần Amiri trong nó rồi. Bởi vì khi mà mình mua, mình đặt cái áo này, mình đã có chủ định là sẽ tìm một cái áo cơ bản. Mình không muốn khi mà người ta nhìn vào cái áo của mình là sẽ thấy được hình ảnh của Amiri. Vì thật sự là mình xài đồ của local brand thôi chứ không phải là xài đồ thế giới, nên mình không muốn có cái sự nhập nhằng lẫn lộn gì ở trong mắt người xem. Và thật sự khi mà mình nhận cái áo này rồi, mình cũng cảm thấy vô cùng hài lòng với các bạn. Bởi vì dù là một cái local brand nhưng mà chất lượng cũng không thua kém bất cứ một brand nào. Điển hình là cái zipper ở đây, các bạn có hay nghe cái tiếng này, nó vô cùng mượt và vô cùng chắc chắn. Ở đây mình thấy cái cách người ta gia công á, cái cách người ta vô zipper nó cũng rất là đều, thành ra khi mà kéo cái zipper lên á, nó không bị vít hay là bị stuck ngay chỗ nào hết. Ngoài ra thì ở trong cái phần lót trong này, nó được làm cái lót gọi là cái họa tiết Bosley như mình đã nói, và bằng lụa satin. Mình không có yêu cầu người ta làm lót này nhưng mà người ta vẫn làm cho mình, thì mình thấy cũng rất là hay. Bởi vì nếu mà làm cái lót màu đen hay lót màu đỏ thì nó quá thường, đúng không các bạn? Và cuối cùng thì về những cái buckle hay là những cái nút button này nọ thì mình thấy cũng rất là chắc chắn. Và mình nhớ đâu đó là những cái phần que này mình được bảo hành 3 hay là 10 năm gì đó, mình không nhớ. Nhưng mà đó cũng là cái phần liên quan về service mà mình thấy cũng rất là tốt. Nhưng mà trước hết á, mình sẽ thử coi cái fit của cái áo này như thế nào và sẽ đánh giá cho các bạn xem.
Ok các bạn, thì hôm nay đã là sau gấp nhiều ngày kể từ khi mà mình sở hữu chiếc áo khoác da này thì mới có thời gian cũng như là cơ hội để quay clip cho các bạn xem. Thì các bạn thấy đó, khi mà cho cái áo này rồi, cái fit của nó trên người mình vô cùng hoàn hảo. Mặc dù á, như là cái lời tư vấn ban đầu của anh Đan Đỗ, tức là người founder của thương hiệu vật cờ lờ này, thì người ta nói á, là với cái tạng người như mình á, nên mặc áo size S thì sẽ vừa người hơn, sẽ slim fit hơn. Nhưng mà có lẽ như vậy thì sẽ trông mình hơi gầy. Và cũng như nguyện vọng của mình muốn mặc áo khoác da này với phong cách là layer. Thế là đôi khi bên trong mình sẽ cần thêm nhiều khoảng trống để mặc một chiếc áo hoodie và sau đó là khoác một áo khoác da bên ngoài. Và vì thế thì anh đã tư vấn mình up lên size M, và các bạn thấy rồi đó, áo khoác da size M nó rất là vừa người mình, không quá rộng cũng không quá chật, vẫn đủ khoảng trống để mình mặc theo phong cách layer nếu như mà mình muốn. Và ngoài ra còn một cái chi tiết nữa mà mình muốn nhắc tới, đó chính là trên phần cánh tay. Phần cánh tay này được chiết băm cái band để tạo hình một cái đường cong cánh tay như là cái đường cong cánh tay của trên cơ thể của mình, và nó làm mình khi mặc vào cảm thấy rất là thoải mái. Và ngoài ra chiếc áo khoác da này nó làm mình mang lại cái cảm giác khi mà mình mặc nó là làm như mình đang mặc một bộ suit vậy các bạn. Và đó chính là phần review và try-on chiếc áo khoác da mà mình vừa biết cấp được của thương hiệu VKL. Phần còn lại mời các bạn xem trên kênh Anthony Justin. Ok các bạn, mình đã vừa phân tích xong về cái fit của cái áo biker jacket này rồi. Thì thật sự mà nói á, là đầu tiên về tiêu chí thiết kế, VKL không mạnh nhưng mà người ta làm gia công rất là tốt. Về fit của cái áo này thì mình nghĩ sẽ là 10 điểm vì nó làm quá tốt. Tại vì ở đây người ta không có đo trên cơ thể của mình, người ta chỉ làm theo những cái gọi là mình cung cấp số đo cho người ta thôi. Nhưng mà người ta đã làm được một cái áo khá là hoàn hảo như thế này. Và đây cũng là remote tailoring nên mình nghĩ là 10 điểm là một con số xứng đáng cho VKL. Và cuối cùng là tiêu chí về service. Thì về service, mình đặt chiếc áo này là 1 tháng, nhưng cái thời gian gia công á, người ta kéo dài hơn. Và mình cũng sẽ thông cảm cho người ta thôi, vì đây là trong thời điểm dịch bệnh nên cũng không thể nào bắt người ta làm nhanh được. Nhưng mà mình nghĩ là trong tương lai thì bên VKL á, anh Đan Đỗ nhớ là upgrade cái service của mình lên về cái việc mà làm nhanh cho khách ha, để người ta còn đặt nhiều khách áo của anh nữa. Ngoài ra khi mà mình mua cái áo này nè, người ta còn tặng cho mình một cái móc khóa hình đầu lâu à. Nãy giờ mình chưa có phân tích cho các bạn nghe, một cái móc khóa có cái họa tiết đầu lâu như thế này cũng khá là hay. Và từ cái ngày mà mình đi thành phố tới bây giờ là cái áo này dù đã được gửi tới nhà, mình vẫn chưa có unbox. Tại vì hôm nay mình quay mình mới unbox cho các bạn xem nè. Thì từ đó tới giờ cứ như là cách một thời gian ngắn thì anh Đan đều nhắn tin hỏi thăm mình coi là mình mặc áo sao rồi, thử fit ok không em, để có gì là chỉnh sửa cho mình. Rất là respect anh luôn. Và cái service của anh càng ngày càng tốt. Em nghĩ là chỉ cần upgrade lên cái việc mà gia công nhanh hơn để trả hàng cho khách là perfect rồi. Ok, và đó là tất cả những gì có mặt trong cái video đập hộp ngày hôm nay. Thì có lẽ hôm nay mình nói chuyện hơi vấp, bởi vì cái video này là cái video no script, không có kịch bản, nên mình muốn nói nó chân thực nhất có thể. Rất là cảm ơn các bạn đã ngồi đến giây phút này và nghe mình. Nếu các bạn thấy hay á, cho mình xin một like, kế bên group subscribe hay nhắn luôn để xem những video mình gặp tới. Và mình là Justin, chúc các bạn sức khỏe.